Thông tin từ Bộ Công Thương cho thấy ngành bán lẻ Việt Nam hiện có quy mô 142 tỷ đô la Mỹ, dự báo tăng lên 350 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đóng góp 59% tổng ngân sách quốc nội GDP. Thị trường bán lẻ rộng lớn nên các doanh nghiệp quốc tế đang chạy đua đầu tư giành thị phần. Điều này cũng đang tạo ra áp lực lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Theo vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nhờ đẩy mạnh đầu tư, hiện doanh nghiệp trong nước vẫn đang chiếm ưu thế trên sân nhà, khi sở hữu tới 70-80% số điểm bán hàng trên cả nước. Trong đó có những doanh nghiệp như Winmart, Coopmart đang sở hữu hàng ngàn điểm bán. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, hiện kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm 25% thị phần, nên thị trường bán lẻ Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Các nhà bán lẻ Việt Nam còn rất nhiều cơ hội bởi sân chơi bán lẻ đang thuộc về mình, hoàn toàn có thể nâng cấp, biến đổi, đưa ra những chiến lược, trải nghiệm mới, tăng doanh thu, lợi nhuận và hướng tới những khách hàng lớn.